Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Thưa quý vị, trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ những cái thông tin liên quan đến cái gói cứu trợ 1.900 tỷ. Hiện giờ rất là nhiều thành viên của đảng Cộng Hòa họ cho rằng là cái mức tiền 1.900 tỷ quá nhiều, quá cao và có những cái khoản không cần thiết. Nhưng đại diện của đảng Dân Chủ họ cho rằng nếu như mà cho ít hơn 1.900 tỷ nó không có đủ mạnh và không thấm để mà chống chọi với cái đại dịch Covid này cũng như là vực dậy cái nền kinh tế. Nhưng mà đảng Cộng Hòa thì họ nói rằng là bây giờ bên đảng Dân Chủ họ đang giống như là có thể dùng cái từ là bây giờ họ muốn đưa những cái điều khoản mà giống như nó không liên quan gì cái đại dịch này hết đưa vào cái gói cứu trợ 1.900 tỷ, cho nên là cái tổng số cái giá trị của cái gói này là nó nâng cao lên đến 1.900 tỷ, còn nếu như bỏ những cái khoản đó ra thì nó sẽ ít hơn, tóm lại là vậy. Nhưng mà hiện giờ có một cái điều là mọi người rất là quan tâm, đó là cái tấm chắc 1.400, đúng không quý vị? Thì ai đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 1.400 thì quý vị cũng đã biết Ngọc chia sẻ rồi, và bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị cái tóm gọn là bây giờ những cái trường hợp nào sẽ không đủ điều kiện để lãnh cái tấm chắc 1.400 này. Ngọc sẽ để cái phần này ở phần cuối video. Thì bây giờ trước hết là bên cái tờ báo Bloomberg thì người ta tổng hợp lại cái trang như thế này, Ngọc để lên cho mọi người dễ nhìn ha. Thì trong gói cứu trợ 1.900 tỷ nó có 130 tỷ dành cho K-12 schools để mở cửa lại một cách an toàn những cái trường học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12. Thì bây giờ ở bên văn phòng ngân sách quốc hội, tức là Congressional Budget Office, họ cho hay rằng là bây giờ 95% của cái khoản tiền 130 tỷ này sẽ không được dùng để mở cửa trường học vào năm 2021, mà nó phải đợi đến năm 2022 mới sử dụng được những cái số tiền này. Quý vị tính đây, 95% của 130 tỷ, như vậy là chỉ có 5% là thực sự cần thiết để hỗ trợ cho cái việc là mở cửa trở lại trường học ở trong cái giai đoạn mỗi năm 2020 này. Như vậy thì hiện giờ cái câu hỏi được đặt ra là cái số tiền để hỗ trợ cho trường học mà có trong cái gói cứu trợ 900 tỷ là hiện giờ người ta sử dụng như thế nào? Hiện giờ nó vẫn nằm trong cái National Bank của cái ngân hàng quốc gia đó quý vị. Thì họ cái kế hoạch họ như thế nào, thì thật sự cái số tiền 130 tỷ này nó có cần thiết hay không? Đây là một cái câu hỏi mà bên văn phòng ngân sách quốc hội họ cho biết nha quý vị. Chứ Ngọc không thêm không bớt, Ngọc không thêm mắm thêm muối. Ngọc muốn chia sẻ cái thông tin nó có sao thì Ngọc chia sẻ như vậy thôi. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra là khi nào chúng ta sẽ có cái tấm chắc vào nhà băng của mình hay là mình chạm được cái tấm chắc đó, thì bây giờ Ngọc nghĩ rằng là nhanh nhất là sẽ là ngày 27 tây tháng 3, tức là khoảng là hơn một tháng nữa. Tại vì sao? Tại vì hiện giờ cái deadline để mà Tổng thống Biden ổng ký đó là ngày 14 tây tháng 3 hoặc là ngày 13 tây tháng 3, ngày 14 tây là chậm nhất rồi. Như vậy kể một tuần sau ngày 14 tây tháng 3 là ngày 27 tây tháng 3. Nhưng mà quý vị biết không, đây là trong cái mùa thuế cho nên là Ngọc nghĩ nó sẽ chậm trễ hơn chứ nó không nhanh như cái gói cứu trợ đợt 2 đâu. Thì có thể là đầu tháng 4 thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta thấy cái tấm chắc nó về nếu như mà người ta ký theo cái thời hạn deadline. Thì bây giờ bên Hạ viện cũng như là bên Thượng viện họ đã có được một kế hoạch cho cái lịch bỏ phiếu rồi quý vị. Thì hiện giờ là ngày hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Thì bên các cái ủy ban committees họ bắt đầu là họ lên cái kế hoạch để vote. Từng cái ủy ban nhỏ bên chi nhánh Hạ viện là bắt đầu họ làm việc, họ vote riêng biệt trong từng tiểu bang, như trong tuần ủy ban như vậy. Và bắt đầu từ ngày 25 tây đến ngày 27 tây tháng 2 là họ sẽ bắt đầu họ bỏ phiếu ở bên phía chi nhánh Hạ viện. Như vậy toàn Hạ viện, tại bên này là từ từ nay đến ngày 25 là bắt đầu là họ những cái bộ phận nhỏ bên Hạ viện họ sẽ bỏ phiếu, và sau khi mà bên Hạ viện họ thông qua rồi á
thì họ sẽ bắt đầu họ chuyển qua bên thượng viện, đúng không quý vị? Thì bên thượng viện này họ đang có cái kế hoạch là ngày 2 tây tháng 3 đến ngày 5 tây tháng 3 họ sẽ làm việc cho cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này. Và khi mà họ làm việc xong rồi, có thể là họ có những cái điều mà họ muốn sửa chữa thì họ sẽ bắt đầu họ gửi qua bên Hạ viện, và bên Hạ viện sẽ gặp nhau bàn bạc rồi có đồng ý hay không. Thì cái ngày làm việc của bên Hạ viện để sửa chữa những cái điều này đó là ngày 8 tây đến ngày 12 tây tháng 3, và cái ngày 13, 14 tây tháng 3 là cái hạn chót phải đưa lên bàn cho Tổng thống Biden, ông xem và ông ký. Dạ quý vị ha, đó là cái lịch mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Hiện giờ ông lãnh đạo đa số ở Thượng viện Chuck Schumer, ông nói là we will meet this deadline, tức là ông rất là hy vọng là chúng tôi sẽ gọi là sẽ làm việc theo như cái kế hoạch, sẽ hoàn tất theo cái hạn chót chứ không không thể nào mà trễ được. Thì bây giờ một cái điều được đặt ra là các thành viên của Đảng Cộng hòa đó quý vị, họ đang tìm những cái lý do để mà đưa ra để cho rằng là cái gói cứu trợ, thực sự cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này là có những cái chi tiết nhỏ mà nó không có liên quan gì đến đại dịch này hết, và thực sự nó không cần thiết. Và nếu như mà không cần thiết mà vẫn đưa vào thì nó sẽ làm tăng cái khoản nợ quốc gia đi vay đi mượn để đưa những cái khoản hỗ trợ này vào. Nó không cần thiết như vậy thì sau này con cháu của mình, thế hệ sau này, our children, sẽ bắt đầu là họ chữa tuổi là thế hệ sau sẽ còng lưng để mà trả nợ quốc gia. Đó là bằng cái việc là gì quý vị? Tăng thuế. Tăng thuế không phải là một ngày trả một lần đâu quý vị, trả dài dài rồi dài mỗi năm. À, quý vị cộng lại nó sẽ nhiều. Đó là cái điều mà thực sự Ngọc rất là đồng ý. Nếu như mà bây giờ tương lai là sẽ tăng thuế đúng không quý vị? Ngọc nghĩ là tương lai sẽ tăng thuế. Thuế thì bây giờ có lẽ là năm năm tới thì không tăng đâu. Nhưng mà trong tương lai quý vị đợi xem thử, chúng ta đợi xem nữa cái tiền thuế nó có tăng không quý vị nha. Rồi bây giờ một cái điều nữa là cái phần mà 15 đô mỗi giờ là hiện giờ có thể là họ sẽ bỏ cái phần này ra, nhưng mà hiện giờ họ chưa bỏ quý vị ơi. Bỏ cái phần này ra bởi vì sao? Bởi vì là ba thượng nghị sĩ đại diện cho đảng Dân Chủ ở bên phía chi nhánh thượng viện đó quý vị, ông Joe Manchin đại diện cho tiểu bang West Virginia, bà Kristen Cinema của tiểu bang Arizona và John Tester đại diện của tiểu bang Montana, thì họ không có ủng hộ cái 15 đô mỗi giờ này. Cho nên là chúng ta chờ đợi xem thử họ sẽ tranh luận như thế nào, họ đàm phán như thế nào quý vị ha. Thì hiện giờ đối với cái tấm chất 1.400 á, ai không đủ điều kiện thì Ngọc sẽ chia sẻ sau đây. Căn cứ vào cái trang 455 của cái Final Bill thì quý vị có thể là vào cái trang này quý vị tham khảo, và những cái trang liên quan đến cái này thì Ngọc sẽ từ từ Ngọc để lên cho quý vị xem. Thì hiện giờ ở cái phần này người ta nói là những cái người liệt kê sau đây ở cái phần C này quý vị đó, liệt kê dưới là không có đủ điều kiện, thì quý vị thấy cái chữ là other than, ok? Thì nếu như mà quý vị không có số social thì không đủ điều kiện, phải có số social. Như vậy số social mà đủ điều kiện để đi làm việc á là đủ điều kiện để làm cái tấm chắc 1.400. Nếu như mà khai thuế riêng nhưng mà vẫn có tên trong một dependent trong hồ sơ thuế của người khác nha quý vị thì vẫn không có được. Tại vì ngày hôm qua cũng có chị hỏi Ngọc là con chị nó lớn rồi, nó đi học rồi và nó muốn khai thuế riêng thì như vậy có được không? Nhưng mà nếu như mà con chị khai thuế riêng mà chị vẫn khai con chị trong cái hồ sơ thuế của mình là dependent thì vẫn không được. Cho nên là coi thử cái hồ sơ thuế năm 2019 và 2020 nó như thế nào anh chị nha. Rồi cái điều nữa là estate và trust thì không đủ điều kiện. Thì bây giờ với cái điều kiện nữa là bây giờ nếu như mà single, single nha quý vị ha, single mà từ 100.000 trở lên thì sẽ không lãnh được đồng nào từ cái tấm chắc 1.400 hết. Ở một cái mức là 75.000 đến 100.000 thì sẽ bắt đầu là bị trừ dần, còn dưới 75.000 là lãnh đủ luôn. Rồi nếu như mà couple, tức là vợ chồng mà khai thuế chung á, thì ở cái mức là 200.000 trở lên thì sẽ không lãnh được
cái đồng nào hết, ở cái mức là 150.000 đến 200.000 bị trừ dần, và ở mức dưới mức này thì sẽ không là sẽ lãnh trọn 1.400. Rồi bây giờ đối với cái trường hợp mà single mom, single dad, tức là head of household, thì ở cái mức là người ta cộng vào 122.000, 112.500, họ cộng vào đó là 37.500 nữa là 150.000 như quý vị. Trên 150.000 là sẽ không lãnh được cái gì hết. Quý vị ha. Rồi bây giờ cái trường hợp mà không có số social nhưng mà vẫn đi làm, vẫn đóng thuế đàng hoàng, thì nếu như mà trong gia đình có người chồng có số social đi làm, người vợ đi làm nhưng mà không có số social, thì người chồng được và những cái đứa con trong gia đình được, nhưng mà người vợ không được nha quý vị. Đó. Rồi nếu như mà cái trường hợp mà cái người vợ hoặc là người chồng đó làm trong quân đội và có số social nhưng cái người kia, cái người spouse kia, cái người phối ngẫu đó không có social, thì tại vì cái người người vợ hoặc là người chồng làm trong quân đội cho nên là họ được ưu tiên và cả gia đình sẽ được. Nhưng mà nếu như mà dân thường á, là cái người nào có số social thì được. Còn nếu như mà hai vợ chồng đi làm đóng thuế hết mà không có ai có số social được hết á, thì cả gia đình, cả vợ, cả chồng, cả con cái đều không lãnh được từ cái chương trình 1.400, cái tấm chắc 1.400 này nha quý vị. Rồi bây giờ một cái điều nữa là những ai mà qua đời trước ngày 1 tây tháng 1 năm 2021 sẽ không đủ điều kiện. Một cái lưu ý ở đây á, nếu như mà spouse, tức là cái người phối ngẫu của mình làm trong quân đội và qua đời, thì cái người còn ở lại đó là vẫn đủ điều kiện nha quý vị. Đó. Rồi bây giờ khi mà họ gửi cái tấm chắc 1.400 này á, thì họ sẽ dựa vào hồ sơ thuế của năm 2019, nếu như quý vị không có cái hồ sơ thuế của năm 2020 tại cái thời điểm mà họ xét duyệt cái tấm chắc cho quý vị. Nếu như mà họ nhìn vào cái hồ sơ của quý vị mà tại cái thời điểm đó họ thấy là cái hồ sơ thuế, cái tax return của năm 2020 của quý vị, còn 2020 của quý vị đã được accept rồi, thì họ sẽ xét theo hồ sơ năm 2020. Còn nếu như tại cái thời điểm mà họ đụng đến cái hồ sơ của mình mà họ chỉ thấy là năm 2019 thôi, thì họ sẽ dựa vào cái hồ sơ thuế năm 2019. Cho nên hiện giờ nó rất là nhạy cảm. Bây giờ nếu như mình cảm thấy rằng nếu như mình khai thuế năm 2020, mình lãnh đủ cái tấm chắc 1.400 hoặc là mình lãnh nhiều hơn cho gia đình của mình, thì hãy khai để sớm đi quý vị. Còn nếu như mà mình thấy là năm 2019 nó lợi hơn hay là nó không có thay đổi gì hết thì mình cứ từ từ mình khai, thì tùy quý vị quyết định ha. Thì một cái điều nữa họ nói đây là bây giờ nếu như mà họ gửi cái thẻ thì họ sẽ gửi một cái thẻ mới hoàn toàn chứ không có sử dụng thẻ cũ nha quý vị. Cái thẻ cũ quý vị nhận được rồi thì quý vị cứ vứt đi đi, người ta sẽ không có chuyển thêm tiền vào đâu, người ta sẽ gửi bằng cái thẻ mới hoặc là người ta sẽ gửi bằng direct deposit, gửi thẳng vào cái ngân hàng của mình luôn. Rồi bây giờ đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn gửi đến quý vị về cái gói cứu trợ 1.900 tỷ này. Hy vọng là quý vị ủng hộ Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye now.